Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Ngân Hà Ô Tô, một kênh chuyên xe hơi đã qua sử dụng, uy tín, có địa chỉ tọa lạc tại số 8 Thành Thái, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội. Và xin tự giới thiệu, em là Thanh, có nhân hiệu là Thanh Xe Tốt. Và hôm nay nhân một tuần mới, tuần làm việc nhiều năng lượng, thì Thanh sẽ chúc cho quý anh chị và các bạn có một tuần mới luôn luôn mạnh khỏe và nhiều may mắn. Và như thường lệ, hôm nay Thanh sẽ đưa đến cho quý vị và các bạn một sản phẩm xe rất là mới, vừa mới cập nhật về Ngân Hà. Đó là một hãng xe rất là nổi đình nổi đám ở tại thị trường Việt Nam nhiều năm nay. Và đến tận hiện nay nó vẫn không ngừng hết hot. Và đó chính là một phiên bản mà Ngân Hà vừa mới nhập về. Xin mời quý vị và anh chị sẽ theo bước chân Thanh để đến với sản phẩm đó, xem nó là gì anh chị nhé. Xin mời. Thưa quý anh chị và các bạn, trước màn hình đó chính là chiếc Toyota Altis. Đây là một phiên bản nâng cấp của Toyota để cạnh tranh với các đối thủ như Mazda, Cerato, K3 và một số đối thủ của các hãng khác. Vì vậy, Toyota đã không ngừng nâng cấp và đưa ra thị trường, đó chính là chiếc Corolla Altis phiên bản 1.8G mà đang đứng bên cạnh Thanh đây. Và chiếc xe này có gì? Thưa quý vị, anh chị và các bạn, chiếc xe này đã được sản xuất 2021 siêu lướt và một chủ từ đầu. Chiếc xe này mới chạy được có 2.6 km mà thôi, tức là 26.000 km anh chị ạ. Và chiếc xe này có cái gì thì mời quý vị và anh chị và các bạn sẽ cùng Thanh đi một vòng xung quanh chiếc xe theo chiều kim đồng hồ để xem chiếc xe này còn lại những gì sau chưa đầy hơn một năm sử dụng anh chị nhé. Chiếc xe, tất cả nước sơn của chiếc xe còn gần như là 100%. Chiếc xe này siêu lướt anh chị nhé. Mới đi được có 26.000 km thôi, chưa có một vết xước nào cả. Chiếc xe này được bên Ngân Hà Ô Tô nhập về, chỉ việc rửa qua, chưa cần phải spa đánh bóng hay làm cái gì cả. Bởi chiếc xe này khách hàng đi cũng khá là giữ gìn, không có một vết xước nào cả anh chị nhé. Phiên bản Altis đời mới thì cũng được nâng cấp lên cả body kit hai bên, ốp ba bô lê. Chiếc xe thì được mang cái bộ mâm rất là thể thao, đa chấu với đường kính là R17. Bộ một lốp này là lốp theo xe, sản xuất date 2021 anh chị nhé. 2021, đây. Đây ạ, thưa anh chị, đây là date 2021 luôn theo xe. Còn rất là dày, hoa rất là dày, nên là chúng ta hoàn toàn yên tâm với chất lượng của chiếc xe. Đây là khoang hành lý phía sau của chiếc xe. Khoang hành lý này cũng khá là rộng để cho anh chị đi được rất là nhiều nơi mà đựng đồ của gia đình. Nó lên đến 470 lít anh chị ạ. Máy quay sẽ chiếu vào đây để Thanh cho quý vị anh chị và các bạn thấy được là tất cả các con ốc, tất cả những cái đường keo chỉ của chiếc xe còn nguyên zin, chưa có một dấu hiệu gì là va chạm cả anh chị nhé. Đây, anh chị nhìn đấy, xe siêu siêu mới anh chị ạ. Tấm nỉ ốp của cái nắp capo sau còn mới tinh, rất là lướt đó. Và chiếc cốp này thì vẫn mở bằng cơm anh chị nhé, chưa mở bằng điện ạ. Hệ thống đèn đằng sau là chiếc xe được trang bị là giải LED, rất là đẹp mắt và thời trang. Sau đây thì mời quý vị anh chị và các bạn cùng với Thanh đi vào phía bên trong để xem chiếc xe này nội thất có những cái gì. Vâng, đi từ phía cánh cửa bên trái thì quý vị anh chị nhìn thấy các đường keo chỉ của chiếc cửa lái còn nguyên zin theo nhà máy, nguyên zin hết. Các cái nốt đinh tán còn rất là tròn. Nói chung là nói về chất lượng thì chắc không phải bàn cãi, bởi chiếc xe này là siêu lướt. Anh chị nhìn thấy này, siêu lướt. Chủ xe vẫn còn để nguyên ly lông anh chị nhé. Đó. Thảm sàn theo nhà máy. Tất cả những cái điều này là quý vị anh chị thấy là như thế nào. Xe được trang bị ghế điện điều chỉnh đa hướng, vô lăng ba chấu thể thao, có nút điều khiển ở trên xe, và có điều chỉnh cả chế độ lái, điều khiển giọng nói, điều khiển cruise control ở phía dưới theo đúng nhà Toyota. Gương gập chỉnh điện đa hướng đó, chống trơn trượt, cảm biến khoảng cách, cảm biến chống va chạm. Màn hình khoảng chắc là 7 inch theo xe, số tự động. Táp lô rất là mới anh chị nhá, chưa có một vết xước nào cả.
Nói chung nói đến bố trí của nhà Toyota thì khá là đơn giản, nhưng tuy nhiên là hiệu quả anh chị ạ. Và điều đó làm nên thương hiệu của Toyota. Và nhất là bản Altis này là một phiên bản nâng cao của Toyota Việt Nam. Thanh sẽ đi qua một vòng đơn giản như vậy thôi. Và bây giờ thì mời quý vị anh chị và các bạn cùng với Thanh về phía động cơ của chiếc xe, xem động cơ của Toyota họ bố trí như thế nào, và ở chiếc xe này nó còn mới ra sao anh chị nhé. Vâng, chắc là như Thanh vừa nói đến động cơ thì quý vị anh chị biết rằng là chiếc xe này được trang bị động cơ VVT, hộp số là vô cấp. Đây là một sự cải tiến rất là mạnh mẽ của nhà Toyota. Và chiếc xe này được mang động cơ 1.8 anh chị nhé. 1.8, tất cả các cái con ốc, tất cả mặt máy còn mới, nguyên zin hết. Tất cả các dấu của nhà máy còn nguyên zin, ốc cabo còn nguyên zin. Xe này nếu mà nói đến chất lượng thì chắc là Thanh không phải giới thiệu nhiều, bởi vì nó là chiếc xe siêu lướt thì không có cái cớ gì mà có thể là bị va chạm hay đâm va tai nạn gì cả. Tất cả những sản phẩm mà Thanh đưa đến cho quý vị và các bạn hiện nay và bây giờ đều cam kết với quý vị, anh chị và các bạn là không đâm tai nạn, không ngập nước và máy số còn nguyên zin. Nếu anh chị phát hiện ra chiếc xe mà có những cái yếu tố như Thanh vừa nói thì sẽ sẵn sàng thu lại xe và đền cho anh chị 100 triệu đồng tiền mặt để thưởng cho quý vị anh chị và các bạn đi một chuyến du lịch cho nó vui. Thanh nói đùa vậy thôi, chứ còn ở salon Ngân Hà nói riêng và tất cả salon hiện nay nói chung thì tất cả anh em làm xe ô tô đã qua sử dụng hiện nay đều hướng đến một sự chuyên nghiệp và hướng đến một cái uy tín, và muốn cộng đồng mạng biết đến mình thì không có cớ gì người ta dạy để mà bán cho quý vị anh chị và các bạn những chiếc xe lỗi đâu. Và hôm nay Thanh cũng xin kết thúc video sớm ở đây. Chúc quý vị anh chị và các bạn cùng với Ngân Hà Auto và Thanh Xe Tốt nói riêng một tuần làm việc nhiều năng lượng, mạnh khỏe và luôn luôn tràn đầy nhiệt huyết. Xin cảm ơn quý vị anh chị và các bạn đã theo dõi video, và nếu có cần tư vấn thì hãy gọi theo ngay số điện thoại 0915 263826 của Thanh Xe Tốt để được tư vấn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị anh chị và các bạn ở trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.